Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Thân Kinh Tóc .vn. Đừng quên ấn một nút like, chia sẻ cũng như ấn vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và đặc sắc nhất bên Thân Kinh Tóc. Thì ở video trước ta đã tìm hiểu về phiên bản màu vàng Gold của Skinfailer 27. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phiên bản màu khác, đó là phiên bản bạc Chrome của Skinfailer 27 nha. Đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nha. Thì tương tự như phiên bản Gold thì chỉ để khởi động Thunder ta chỉ cần bật công tắc nguồn lên và sử dụng được ngay. Bây giờ chúng ta hãy cùng đo lần đầu tiên nó có thể đạt bao nhiêu lần cắt cho một phút ha. Kết quả thì cho ta tầm 6015 lần cắt cho một phút. Để chuẩn xác hơn thì ta cùng đo lại lần thứ hai nha, xem nó có chênh lệch gì nhiều hay không. Lần thứ hai cho ta kết quả tầm 6024 lần cắt cho một phút. Vậy là qua hai lần đo thì nó cắt được tầm 6000 lần cắt cho một phút, rất là mạnh và rất là êm đúng không ạ? Tuy nhiên nó sẽ hơi yếu hơn so với phiên bản Gold. Ở đợt trước chúng ta đo ở phiên bản Gold là 6100. Tuy nhiên cái sự chênh lệch này không đáng kể nha mọi người, không thể phân biệt bằng mắt thường đâu ạ, bởi vì tiếng động cơ của nó là dường như nhau á. Và lưỡi trên máy là lưỡi thép cao cấp, không rỉ sắc mỏng, lưỡi bạn rộn giúp ta cạo nhanh hơn, từ đó tiết kiệm thời gian hơn. Và ngoài phiên bản Chrome, phiên bản bạc và phiên bản Gold, phiên bản vàng ra thì Skinfailer 7 còn có một phiên bản màu nữa, đó chính là phiên bản màu đen Black. Mọi người có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích màu ha. Và pin trên máy đã được thiết kế chống chai, hoạt động được tầm 2,5 giờ và mất 2-3 giờ để sạc đầy. Trên thân máy còn có hệ thống đèn báo pin giúp người sử dụng có thể chủ động trong công việc của mình. Cái đèn này thì vừa giúp ta chủ động trong công việc cũng như là giúp ta đỡ được chai pin khi sạc đó mọi người. Và thân máy của nó được thiết kế theo kiểu dáng gọn nhẹ, phong cách hiện đại, thiết kế thân giữa kim loại chống trượt, đồng thời có móc gieo vô cùng tiện lợi luôn. Thiết kế này thì phù hợp với những bạn hay đi công tác xa hoặc di chuyển trong nơi này nọ thì rất là gọn nha. Phụ kiện đi kèm theo tông thì gồm có 4 cửa nhựa có kích thước lần lượt là 1.5mm, 3, 6, 9. Ngoài ra còn kèm theo một sạc dầu chai chổi vệ sinh rất là tiện lợi và thời gian bảo hành của nó rất lâu, lên tới 6 tháng. Thì gần cuối video rồi, em xin điểm qua một số ưu và nhược điểm để các bác dễ nắm hơn về tông Skinfailer 27 Chrome. Về ưu điểm thì tông có thiết kế nhỏ gọn, đẹp và dễ dùng. Thứ hai là động cơ mạnh 6000 lần cắt cho một phút và tiếng động cơ êm. Thứ ba là pin sử dụng lâu tới 2,5 giờ và có thời gian bảo hành lên tới 6 tháng và giá cả của nó rất là phải chăng nha mọi người. Về nhược điểm thì lưỡi tông này nếu hư sẽ khó tìm thay thế, do đó khi sử dụng ta cần chú ý trong khâu vệ sinh và bảo dưỡng hơn. Một điều nữa là tuy tông sử dụng được lâu tầm 2 giờ nhưng ta cũng mất tầm 2-3 giờ để sạc đầy. Do đó nó phù hợp với những bạn nào đã có nhiều tông rồi, những bạn nào ít tông thì nên mua tông có hỗ trợ sạc nhanh ha. Và hiện tại Thunder Skinfailer 27 Chrome đang được bán với giá ưu đãi trong tuần là 650.000 đồng. Hết khuyến mãi sẽ quay trở về giá gốc là 750.000 đồng. Để tiết kiệm cho mình 100k cho chi tiêu lọc phạt thì nên mua ngay trong tuần ha. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thân Kinh Tóc trong suốt video. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau ạ.